lúc ok, mình xem màn hình nha. Mọi người có thuận tiện để nghe và bắt đầu chưa? Có đang kẹt lỡ dở cái gì không? Xong kế hoạch chưa anh ơi? Ok chị Trang, ok cô Tú. Xong kế hoạch tiếp tục để bắt đầu chưa? Cuối ha, cái tiền. Rồi. Thì bây giờ trước khi bắt đầu mình sẽ có một cái hoạt động nhỏ nhỏ nha. Bây giờ mọi người sẽ khi mà mình nhắc về cái mức độ, tức là những cái từ á, mọi người miêu tả cho cái việc học của mình á, thì mọi người sẽ nghĩ ngay đến cái từ gì? Mọi người nhắn lên đi. Từ gì mình nảy ngay trong đầu mọi người giờ. Vậy luôn. Ok chị Trang, cái gì nó nảy ra liền của mọi người, đánh lên liền để mọi người có cái nhìn nhận về cái sự học của mình. Không sao nha chị Trang, mình sẽ có cách hết. Cái gì nảy ra liền mọi người cứ nhắn lên cho mọi người không cần phải gọi là phải quá là chọn lọc nó kỹ á. Ok chị Trang, cô Tú là khó. Khó này là khó, cô khó có về điều kiện học hay là khó về cái bài học, cái tính chất của nó khó cô nhất. Anh Tân là rộng, tiên là thiếu hiệu quả, cẩn thận. À, giờ tới cái thứ hai nè cô. Bây giờ tới chuyện làm. Chuyện làm và chuyện sống. Mọi người miêu tả mỗi một cái mảng đó bằng một cái tính từ đi. Sao? Cái gì sao chị? Cái làm hay là cái sống? Tiên lại có thể thiếu hiệu quả với lại cẩn thận cho chuyện học nè. Ok. À, hai luôn hả? Quải. Quải. Quải là mệt đúng không? Quải là cái từ miền Nam của chữ mệt đúng không anh Tân? Quải chạy đậu hả? Em không có hiểu cái cụm từ đó lắm. Quải, thường em nghe là quải quá, có nghĩa là như là người ta mệt quá đó. Nó có nhiều cái thứ phải lo. Nản lòng hả? À, nó nhiều hơn mệt luôn á. À đúng rồi, con nghe thường là người ta nói cái từ đó là than. Than gọi là than mòn. Mòn cái than luôn á. Ok. Yên là cà giật, mà làm được thì vui. Ok. Cô Tú là nó nhiều hơn mệt luôn. Đấy là cô Tú đang nói cái chữ quải đúng không cô? Ok. Rồi, cảm ơn cô. Mọi người nhắn cái từ khóa cho cái chữ làm và chữ sống đi. Mỗi cái một từ cũng được nha. Có người người ta làm tốt nhưng mà người ta sống chưa, người ta chưa có hài lòng ấy. Ok, thấy rồi. Làm chán sống xạo. Trời ơi, chị Trang sao mà nó đen thui vậy chị? Đen thui lùi. Hy vọng hôm nay mình sẽ có chất liệu để mà mình cải tiến, mình cho nó trắng trắng lên nha. Cô Tú với Tiên, cô Tiên là làm là cài giật, mà làm được thì vui. Cô Tiên, còn Tiên với cô Tú anh ta này. Sống là có đích và có suy si tư. Ok, hoan hỷ. Tú là sống. Dễ. Làm thì không, nó nghĩ ra. Không có nghĩ ra hả? Mà nó hơi mệt mệt nha. Ok cô. Sống là dễ mà làm thì hơi mệt. Tân có nhắn là
nhớ đổi chứ đừng đảo cực thành làm sao sao chết. Mọi người có thấy đi cái stream không ta? Tên chị Trang có gửi lên thấy nó đen thui à? Mọi người thấy được cái stream chưa? Mấy thì sẽ chụp hình cho mọi người coi. Giật giật ha. Ok. Có gì em nhờ anh Tân nha. Anh Tân có hay chụp cái màn hình stream cho mọi người không? Cảm ơn Tiên. Mọi người hỗ trợ chụp màn hình stream trên phần chat để mọi người còn lại có thể xem được cho nó liền mạch nha. Rồi, ok, mình sẽ vô chủ đề ngày hôm nay nha. Đó là tư duy tối ưu hóa chất lượng học, làm và sống. Thì cái chủ đề này á, thì dù cho mọi người có đang rất là thấy cái việc làm học, làm sống của mình nó đang có cái nhiều cái sự tích cực, cũng như là mọi người đang thấy nó có nhiều cái thứ cần phải sửa đổi á, thì mọi người đều có thể lụm cái chất liệu từ cái bài này. Đó là cái những cái kinh nghiệm mà mình đã trải qua trong khoảng một thời gian ngắn vừa qua, và mình thấy nó cũng khá là hay ho để có thể chia sẻ đến mọi người. Cái chủ đề ngày hôm nay là mình lấy cảm hứng, một trong những cái cảm hứng mà mình xây cái chủ đề này là từ lớp tư duy toán á. Thì tuần trước anh Todd anh chia sẻ là anh muốn nghe cái chủ đề này đó, nãy anh lặn mất tiêu à. Là có gì nhờ anh Tân có thuận tiện thì gửi cái video cho anh Todd cùng nghe với nha. Ôi chắc là nên kêu nó nhảy màn hình lên ha, có khi hồi vô đó. Ok rồi, giờ sẽ giới thiệu một xíu với mọi người. Đầu tiên là cái phần dẫn nhập. Thì dẫn nhập của mình thì cũng như những lần rồi, thì mình sẽ có cái format là mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm của mình, sau đó mình sẽ rút tỉa ra những cái kinh nghiệm, những cái bài học mà nó nằm trong cái chuyện đó, rồi sau đó sẽ ứng dụng lên mọi người, sẽ cố gắng để mà tạo nhiều cái điều kiện nhất để mọi người có thể ứng dụng vào trong cái đời sống của mình. Cái thứ hai là cái câu hỏi trợ suy tư, thì có ba hai câu chính. Thứ nhất là tại sao cái đó nó trở nên tiếng, nó trở như thế nào. Thứ hai là từ cái chỗ đó có thể áp dụng sáng tạo cái gì mới vô. Đó thì cái phần này là mình sẽ nhắc hàng tuần luôn để mọi người có cái sự ứng dụng đó, để mà tiếp xúc nhiều lần để mọi người có cái sự ghi nhớ và ứng dụng cho mình. Thì cũ quá rồi mọi người. Cái thứ hai là cái chủ đề ngày hôm nay, thì cái chủ đề ngày hôm nay á, nó sẽ trợ được cho mình cái gì. Cái thứ nhất á, là nó, mình thấy nó có hai cái tác dụng lớn nhất mà mình nghĩ là ai người nào cũng cần. Thứ nhất á, là nó tạo cho mình cái thói quen, tức là cái thói quen mà học làm sống hiệu quả, mà để mà mình làm cái gì nó cũng chất lượng và nó cũng tối ưu á, để mà nó với cái chất lượng tốt nhất mà mình có thể làm. Thì cái này nè, mình để ý á, là ví dụ bây giờ mình chưa có rành hay là mình chưa có giỏi một cái mảng nào đó, mình làm tối ưu được không? Được, mình vẫn làm tối ưu được với cái năng lực hiện có của mình, với những cái điều kiện hiện có của mình. Cho nên là ai cũng sẽ được, ai cũng có thể lấy cái chất liệu này để mà về làm cho nó hữu ích cho cái cuộc sống của mình. Nhưng mà mình có một cái thói quen nữa mọi người. Cái thói quen này nó là cái thói quen của mình, nó rất là quan trọng. Kiểu mình có thể, tức là khi mà mình cố gắng mình tìm một cái cách làm hiệu quả cho cái việc mà mình cần phải làm á, thì nó sẽ tạo một cái thói quen. Tức là khi mà mình làm cái chuyện này chuyện kia, mình cũng phải nghĩ là mình sẽ làm sao cho nó tốt nhất, nó có những cái điều kiện gì, có những cái đặc điểm gì, và có những cái thứ gì nó có thể trợ cho mình, có những cái điểm nào mấu chốt nào mình cần phải tập trung vô. Thì nó sẽ tạo cho mình một cái thói quen tư duy như vậy á, thì khi mình đụng chuyện gì á, mình cũng sẽ làm tối ưu được, dù cho chuyện học, chuyện hành hay là chuyện sống. Nó sẽ là cái thói quen mà nó, và nó vô song luôn á, nó sẽ rất là ích lợi. Cái thứ hai là cái tiết kiệm thời gian và năng lượng hơn. Thì đương nhiên rồi, khi mọi người làm học hành hiệu quả thì mọi người sẽ có cái sự tiết kiệm được thời gian rất nhiều, để mà mọi người có cái thời gian dành cho những chuyện khác. Rồi năng lượng, đây là cái năng lượng mà cảm năng lượng về vật chất lẫn tinh thần ấy. Như là khi mà mình làm một cái chuyện mà nó xịn ấy, thì mình chỉ cần làm một lần, và khi mà mình cần hiểu đến thì mình chỉ cần chỉnh một lần. Còn khi mà mình làm nó chưa có xịn ấy, thì mình phải làm nhiều lần, mình phải làm đi làm lại, tức là nó sẽ luôn luôn có một cái giá của nó.
mình thì mình nghĩ là mình sẽ cần phải rất, khi mà mình có cái sự làm mà nó không có tới ưu á, nó sẽ cực kỳ hao thời gian và hao năng lượng. Ờ đúng rồi, làm báo cáo đó, rồi làm báo cáo mà không có cụ, không có kỹ trong cái khâu mà trích dẫn tài liệu đó, là chừng nữa sửa là điên cái đầu luôn, không biết cái phần nào nó nằm trong cái phần nào. Đó là một cái trải nghiệm khá là đau thương của mình khi mình làm báo cáo hồi lớp T3, là cái gì nó tới ưu thì nó cũng sẽ tiết kiệm được thời gian và năng lượng để mình dành cho những chuyện khác. Đó, đó là hai cái mục đích chính của cái chủ đề ngày hôm nay, nó sẽ ích lợi cho mọi người. Mình sẽ vô cái món chính nha. Chung đụng với chị đó. Rồi bây giờ mình sẽ nói một xíu về những cái từ keyword, những cái từ khóa chính trong cái chủ đề của mình ngày hôm nay. Thì bữa nay mình sẽ có ba cái định nghĩa chính. Thứ nhất là cái sự tối ưu, thứ hai là cái tư duy, và cái cuối cùng là cái chất lượng. Thì đầu tiên cái tư duy này thì mình sẽ có hai cái ý chính. Thứ nhất là cái tư duy mình cũng hiểu là cái sự tập trung của mình để suy nghĩ một cái vấn đề nào đó, để tìm ra những cái hướng giải quyết tối ưu. Đó là cái nghĩa lý của cái từ tư duy mà mình học được trong cái lớp tư duy toán học. Và mình để ý cái quá trình mà mình suy nghĩ một cái vấn đề nào đó, mình tìm cái giải pháp vấn đề đó, thì nó cũng tương tự như vậy. Đó là cái sự tư duy. Cái thứ hai á, cái ý thứ hai là cái tư duy của mình nó sẽ phụ thuộc vào bốn cái yếu tố. Tức là phải có bốn yếu tố này thì mới tư duy được, mới có quá trình tư duy. Thứ nhất là cái dữ liệu nền, là những cái kiến thức, là những cái thông tin, những cái đặc điểm, là cái dữ liệu nền. Cái thứ hai là cái quá trình liên kết, tức là cái này nó liên quan tới cái tư duy hệ thống mà chị Trang chia sẻ hồi tuần trước đó, là mình liên kết cái thứ dữ liệu nền đó với nhau như thế nào để mà mình xử hướng đến cái việc giải quyết cái vấn đề. Cái thứ ba là khi mình đã có một đống những cái liên kết, một đống những cách giải quyết đó rồi đó, một đống những cái mối liên quan lẫn nhau của các cái vấn đề, thì mình sẽ chọn cái nào cho nó tới ưu, là cái bước chọn liên kết tới ưu. Cái cuối cùng là cái kiểm định liên kết, thì cái bước này là cái bước mà mình kiểm tra xem cái thứ mà mình chọn ra nó có tới ưu hay không. Thì bước này mình có thể làm bằng cái cách là mình đặt câu hỏi phản biện trên cái hướng tới ưu đó, dựa trên những cái dữ liệu về cái vấn đề mình cần giải quyết, xem là nó có thực sự tới ưu chưa, hay là nó còn bị lủng chỗ này chỗ kia, nó còn bị thiếu chỗ này chỗ nọ mà mình chưa có chủ bị cho nó. Thì thường cái bước kiểm định liên kết này á, là mình sẽ dự trù những cái rủi ro mọi người. Tức là trong mọi cái vấn đề luôn, khi mà mình lấy cái góc nhìn của một cái người tổ chức sự kiện nha, tức là khi mà mình làm một cái dự án á, thì mình sẽ luôn luôn có một cái phần đó là cái việc mà là dự đoán rủi ro và cách giải quyết. Thì luôn luôn có một cái phần đó ở cái cuối cùng của một cái dự án nào đó. Thì tương tự trong đời mình cũng vậy, mình làm bất kỳ một cái điều gì, mình lựa một cái điều mà nó tới ưu nhất rồi, thì mình cần phải kiểm tra xem cái đó có thật sự là tới ưu chưa. Thì mình thấy thường là mình sẽ không có cái bước này, tại vì nó mệt, nó hao năng lượng, nó cần nhiều cái lý lẽ, nó cần nhiều những cái, nói chung là những cái sự động não đó, thì nó sẽ khá là mệt, cho nên là thường sẽ bỏ qua. Thì khi mình tập tư duy để mà tối ưu hóa cái chuyện của mình thì mình sẽ thêm cái bước này vô. Cái định nghĩa cái chữ thứ hai là chữ tối ưu hóa. Thì tối ưu hóa mình hiểu đơn giản nó là làm cho tốt nhất. Với làm cho tốt nhất ở đây á, là mình sẽ có hai cái nha. Cái thứ nhất á, là mình sẽ làm cho tốt nhất về cái chất lượng, tức là cái chất lượng nó phải xịn nhất, nó phải cao nhất trong cái khả năng mình có. Cái thứ hai á, là mình phải tiết kiệm về thời gian nhiều nhất và các cái công đoạn kèm theo. Tức là nó gọi một cái thuật ngữ nôm na là mọi người muốn làm ít mọi người được nhiều đó, thì điều đó hoàn toàn có thể làm được khi mà nó qua cái quá trình chọn lọc tư duy của mình. Mình hoàn toàn có thể mình tìm một cái cách nào đó mình làm rất ít nhưng mà mình được rất nhiều, hoàn toàn có thể được. Nên là cái đó là cái khả dĩ có thể làm được. Tiên có nhắn là liên kết ở đây là liên kết dữ liệu nền với công lọc, đúng rồi Tiên, là liên kết các cái thứ và dữ liệu nền đó. Thì các cái nhóm này Lộc có nói là giữa kiến thức hay là giữa đặc điểm của công việc hay là giữa cái mục đích của mình, thì tất cả những cái đó đều là dữ liệu nền. Mình cần những thứ đó để mà mình có cái sự liên kết được.
Thì cái chỗ dữ liệu nền đó đặt một tiếp một câu hỏi là dữ liệu nền đó là cần phải có cái gì mới đủ. Thì cái dữ liệu nền đó là bao la, tức là cái quá trình mọi người tưởng tượng cái chất lượng của cái quá trình tư duy á, nó sẽ tỷ lệ thuận với lại cái chất lượng của cái dữ liệu nền. Tức là dữ liệu nền của mình càng rộng càng nhiều á, thì mình sẽ càng có nhiều liên kết. Thì khi mà càng có nhiều liên kết thì mình sẽ càng có nhiều cái sự lựa chọn liên kết tối ưu và cái sự mà củng cố các cái liên kết lại. Còn khi mà cái dữ liệu nền của mình nó quá ít thì lúc đó mình sẽ ít sự lựa chọn lại, thì lúc đó cái tư duy của mình, cái sự mà tìm kiếm cái giải pháp tối ưu nó sẽ ít hơn và nó sẽ khó khăn hơn khi mình dữ liệu nền của mình ít. Vì vậy cho nên là khi mà mình có cái sự nhớ bài hay là có cái sự ý thức rõ về cái điều mình làm, cái tính chất công việc, cái tính chất môn học hay là cái thứ mình hướng tới đó, thì nó là cái dữ liệu nền, nó là những cái dữ liệu nền để mà mình có thể kết hợp lại để mình làm cho cái quá trình liên kết của mình nó tốt nhất. Cái chỗ đó là cái giải đáp thêm cho tiền cổ mà cái dữ liệu nền. Còn cái cuối cùng, cái chất lượng ở đây là mình sẽ đánh giá dựa trên cái gì? Đánh giá dựa trên cái tính hiệu quả giải quyết vấn đề. Thì ở đây nó có một cái ý phát sinh, đó là mình muốn đánh giá được cái chất lượng thì mình phải biết là cái vấn đề mình cần giải quyết là cái gì, hay gọi một cách mà nó dễ hiểu hơn là mình biết cái đích của mình ở đâu, tức là mình muốn làm cái gì, mình muốn thực hiện cái gì với cái chuyện đó. Thì mình muốn cái gì thì mình mới có những cái giải pháp, rồi mình mới đánh giá cái giải pháp đó với cái muốn của mình được. Đó là cái nghĩa lý của từ chất lượng, để mọi người có cái sự hình dung về cái chủ đề ngày hôm nay. Cái phần số 2 là cái phần tư tưởng phải có. Thì cái phần này quan trọng, tức là cái phần nó định hướng cho mọi cái quá trình mà mình sẽ làm để mình tối ưu hóa. Thì mọi người tưởng tượng là cái việc mọi người tối ưu hóa cái thứ trong đời của mình á, nó sẽ không phải là một tiếng, nó sẽ không phải là một ngày, nó sẽ không phải là một tuần, không phải là mình làm liền là nó xong liền, mà mình phải làm liên tục. Mình làm liên tục để mà mình làm tới cái mức mà nó tối ưu nhất trong khả năng của mình, rồi mình mở cái khả năng nó ra, rồi mình lại tiếp tục mình tối ưu hóa cho nó lên cái mức khả năng mới đó liên tục. Như vậy cho nên là cái tư tưởng định hướng đầu rất là quan trọng, để mà mình có cái sự rõ ràng, sự công bằng với mình là mình cần phải làm những cái gì, mình muốn cái gì, để mà mình có thể theo đuổi cái quá trình đó sao cho nó tốt nhất và nó trọn vẹn nhất. Thì cái đầu tiên mình muốn nói là cái dục, cái muốn của mình nó phải lớn rồi mới tới cái tham nhẫn. Cái này là mình nghe, mình được thầy Dũng dạy một vài ngày gần đây. Tức là cái điều kiện để mà mọi cái điều nó thành tựu á, là cái sự mong muốn, cái dục, cái muốn của mình với cái chuyện đó. Thì cái chỗ này thì mình phải làm cho mình có một cái này gọi là cái làm một cái điều gì đó thì mình có một cái đích phải rõ. Nó phải rõ nhất có thể luôn nha, trong cái khả năng của mình. Mình có thể làm rõ tới đâu, phải làm rõ nhiều nhất tới đó. Cái quá trình mà mình làm rõ cái đích nó cũng là một cái tư duy để mà tối ưu hóa đó mọi người. Thì đầu tiên á, thì mình sẽ chia sẻ một số cái góc nhìn mà mình có để mọi người có thể tham khảo, để mà mình có thể gia tăng cái muốn của mình. Cái thứ nhất á, là mình có rất là nhiều thứ cần phải làm, không phải chỉ có một thứ. Mình sửa, mình phát triển cái năng lực của mình, mình phát triển cái khả năng tư duy của mình, cái năng lực giảng dạy của mình, nó có 1001 thứ phải làm trong đó. Và chuyện thiện thì nó không bao giờ nó hết hết trơn, nó luôn luôn có những cái chuyện thiện pháp mình làm. Cho nên là mình phải có cái sự mong muốn làm cái chuyện đó tối ưu, để mà mình còn cái thời gian mình phát triển những cái thứ mới. Đó là cái thứ nhất. Thứ hai là mình phải có cái sự muốn tối ưu hóa công việc, để mình có được cái sự cân bằng giữa cái thứ mình làm, mình cần làm, và thứ mình muốn làm. Cái này là cái mà nó sẽ hơi hướng đối tượng cho những cái người mà họ đang gặp khó khăn trong việc mà làm cái điều thiện. Tại vì mình sẽ có hai, tức là mình sẽ tạm thời nha, mình sẽ chia ra hai cái nhóm việc mình cần làm. Cái thứ nhất á, là những cái thứ việc mà mình cần phải làm, cái thứ việc mà thiện lành mình cần phải làm. Cái nhóm thứ hai là những cái nhóm việc mà mình muốn làm, tức là không có thiện mấy, nó không có thiện nhiều, hay là nó hơi sẽ có một cái gì đó nó hơi bất thiện một xíu liên quan tới sự thỏa mãn, hay là làm cái gì mình thích đó, gọi nôm na là làm cái chuyện mình thích. Trong người của mình với những người phàm phu thì mình sẽ còn hai cái khía cạnh đó. Thì mình phải
thấy cái những cái thứ mình muốn làm đó, nó là một cái lực trợ, nó là một cái dục, nó tạo một cái sự muốn để mà mình làm cho tối ưu những cái thứ mình phải làm, để làm chi mình có thời gian để mà mình làm cái thứ mình muốn làm, mình có thời gian để mình làm cho nó trọn vẹn. Ví dụ như là mình muốn xem phim, mình thích xem phim đi, thì mình phải làm công việc cho nó tối ưu, nó nhanh lẹ và nó phải trọn vẹn để mà mình có thời gian mình xem phim cho nó trọn vẹn, có nhiều thời gian để mà tập trung hết xem phim luôn. Thì cái chỗ đó là một cái ví dụ để mà mình có cái sự cân bằng giữa cái việc mà mình muốn làm, cái việc mình cần làm đó, mình cần phải làm á. Mọi người phải nhìn nhận ra là cái gì mình muốn, cái sự muốn làm của mình là cái gì, cái sự muốn làm của mình là cái gì, và cái thứ đó nha, cái thứ đó nó là những cái sở thích, những cái thứ mà mình vẫn thường làm á. Thì phải chọn một cái muốn tùm lum, thì mình phải có cái sự tùm lum đó là cái gì, mình phải có sự rõ ràng, mình phải sống cái chỗ này là mình phải sống thật đó mọi người. Mình đừng có khoác lên người mình một cái áo của cái sự sáng láng là mình chỉ làm những cái thứ nó thiện lành thôi, mình vẫn còn những cái mong muốn thiện, đó là sự thật. Và những cái mong muốn, những liên quan tới cái sở thích của mình, những cái thú vui của mình, đó là sự thật. Mình phải chấp nhận cái điều đó. Và mình phải rõ ràng nhất có thể với mình về cái đó. Có thể người ta không biết, nhưng mình phải cực kỳ rõ ràng với mình là mình muốn cái gì, mình thích cái gì. Để mà mình sẽ có cái sự sắp xếp cho nó tối ưu. Thì cái chỗ này á, thì liệu mình lấy cái sự yêu thích, cái sự thỏa mãn cái khác ra làm cái động lực như vậy á, thì nó có bất thiện hay không? Thì vẫn có cái sự bất thiện trong đó, nhưng mà nó là một cái lực trợ, nó vẫn có một cái duyên trợ để mà mình làm cái điều mình cần phải làm đó cho nó tối ưu. Thì khi mà mình làm cái điều mình cần phải làm cho nó tối ưu, thì nó sẽ tạo tác ra những cái duyên khác, những cái nghiệp thiện khác, nó sẽ trợ cho mình tăng cái gọi là nó tăng cái tri kiến, nó tăng cái trí tuệ của mình lên. Lúc đó mình sẽ có cái sự cân nhắc nó sáng suốt hơn, nó sẽ có cái sự sáng suốt hơn. Rồi Tiên có hỏi là ý Lộc mới nói về cái muốn đó giống lấy nằm phần thưởng động lực hay Lộc? Đúng rồi, mình phải có một cái sự sòng phẳng, tức là mình không có ép mình phải sống một cái cuộc đời của một cái thánh, tức là hàng ngày phải làm tất cả những cái điều mà nó thiện lành hết, phải ép mình làm những chuyện đó hết, mà mình còn phải sống một cuộc đời nó trung thực với mình, và nó tăng tiến, nó thăng tiến tuần tự lên theo cái khả năng, theo cái bước nhảy của mình. Thì mình lấy những cái mà mình thứ mà mình thích đó là một cái động lực để mà mình sẽ làm tới ưu những thứ mình cần phải làm. Thì chỗ này á là một cái thứ mà nó sẽ khác với cái việc là mình bị lụy vào những thứ mà mình muốn. Tại vì cái chỗ này á, mọi người cần phải phân biệt rõ, đó là mình cần phải ưu tiên những chuyện cần phải làm trước, rồi mới tới những cái thứ mình thích. Mọi người để ý cái chỗ đó, cái việc cần phải làm là cái chuyện thiện, mình cần phải ưu tiên trước, rồi sau đó mới tới những cái sở thích của mình, những cái thú vui của mình, những cái việc của mình những cái mình thích làm. Thì ưu tiên cái chuyện thiện trước để mà nó vẫn là cái điều tốt, để mà mình có cái những cái sự thăng tiến từ cái chuyện đó. Nhưng mà nó sẽ khác ở cái chỗ á, là nó sẽ có cái động lực thêm để mà mình làm cái thiện cho nó tới ưu, nó nhanh nhẹn, nó trọn vẹn, để mà mình có cái thời gian ra đó để mà mình làm cho cái chuyện mình cần phải làm, mình thích cái chuyện mình thích. Thì nó cũng là một cái dạng phần thưởng để mà mình trợ cho cái thứ mà mình cần làm đó. Thì mọi người yên tâm, tại vì khi mọi người làm cái chuyện thiện á, mọi người càng làm chuyện thiện với cái sự tối ưu, nó càng đi lên á, cái chi kiến của mọi người nó sẽ cải tiến liên tục, và cái chi kiến liên tục nó sẽ quay trở lại để mà nó quyết định cho mình là cái thứ gì mình muốn làm, cái thứ gì mà mình cần phải làm. Nó là một cái quá trình mà nó sẽ cải tiến, nó sẽ bồi dưỡng liên tục á, để mà mình có cái sự thăng tiến nó nhẹ nhàng hơn, nó không có quá là nó gây gắt và nó khó khăn đó. Thì cái chỗ đó là như vậy. Chị Trang có nói là còn cần là cần ăn, cần ngủ, cần nghỉ, cần thư giãn. Cái chỗ cần ăn, cần ngủ là cái nhu cầu bắt buộc phải làm, không làm thì mình đâu có thể nào mà mình thuận lợi tu tiến được. Còn cái vụ mà cần nghỉ, cần thư giãn là cái đó là cái mà mình sẽ có thể điều chỉnh được, và mình cần phải có cho mình cái sự rõ ràng là nghỉ sao, thư
thư giãn, nó thư giãn cái gì? Đó là những mình hay gọi đó là những cái phần thưởng cho mình, thì mình phải liệt ra, mình phải biết là mình muốn cái gì, làm từ cái gì để mình có được cái chuyện đó. Chứ chỉ nói là mình cần thư giãn thì mình học, mình tìm niềm vui, nó là một cách thư giãn với những người mà họ yêu thích cái điều đó. Nên là mình cần phải rõ ràng cái chuyện đó là cái gì để mà mình có cái nó, mình sẽ có những cái thứ mà mình sẽ rõ ràng về những cái thứ trong cái cuộc đời của mình để mình có cái sự phối này cho nó phù hợp. Vậy là suy nghĩ trong khi ấy nó cũng lẩm chẩm quá ha. Cái suy nghĩ lẩm chẩm là sao chị Trang làm rõ cái chỗ đó ra giùm em? Vậy lúc đó mình hơi lạc mục đích rồi đúng không ha? Cái mục đích của mình là thăng tiến. Mục đích của mình là thăng tiến. Hoặc là nếu như mà mình có đích đời thì mục đích mình sẽ là đích đời. Thì cái đích của mình á, là mình làm những cái đích của mình là đích đời đúng không? Thì cái thứ mình cần phải làm là mình làm những cái điều mà nó trợ cho cái đích đời của mình. Đó là những cái chuyện thiện. Thì mình đang sử dụng những cái đặc tính của mình để mình trợ cho mình làm cái chuyện thiện nó tối ưu hơn, nó hiệu quả hơn. Thì mình đang hướng đích mà. Nó đâu có lạc đích đâu. Tức là cái tác ý của mình á, tức là nếu như mình nghĩ á, là mình làm cái điều này để mà mình thỏa mãn cái này á, thì là mình đang hướng cái sự thỏa mãn. Còn mình nghĩ là mình xài những cái sở thích của mình là một cái động lực để mà mình làm cái thứ mình phải làm cho nó trọn vẹn, nó tối ưu đó, thì nó là một cái hướng khác. Nó là cái hướng nó suy nghĩ, nó hướng đích, nó thiện lành hơn. Thì nó sẽ cái rất quan trọng là nằm cái mục đích của mình để mà mình làm như thế nào cho nó tối ưu. Thì cái chỗ đó là như vậy. Còn cô Tú với lại chị với lại Tiên đang nhắn lên, mình sẽ đợi một xíu, mình sẽ qua phần tiếp theo nha. Tân cũng đang nhắn nè. Chị Trang có được cái chỗ đó không chị? Cái việc mà nó cần muốn làm thì sao lòng? Có phải phân biệt rõ không? Có. Càng rõ càng tốt. Tức là một cái việc mà nó, ví dụ như là chuyện học tiếng Anh đi. Chuyện học tiếng Anh thì nó cũng sẽ chia nhỏ ra. Đó là việc mình học nghe, học nói, rồi mình coi cái gì. Rồi trong cái việc mà mình học nghe thì mình sẽ nghe cái gì. Tức là nghe cái gì nó sẽ có cái việc cần phải làm là nghe bài tập ở trong trường đúng không? Còn việc mình muốn làm là mình nghe nhưng mà dù mình thích. Ví dụ vậy đó, thì mình cần phải phân biệt nó ra như vậy luôn. Càng rõ càng tốt. Để mà mình có cái sự rõ ràng cho mình. Để mà mình có cái... Tại vì khi mình càng rõ ràng như vậy đó, mình sẽ càng dễ đối đãi với mình đó. Mình sẽ càng dễ để mà mình tìm cái hướng này cho nó tương với mình. Chứ không phải là mình gọng cái mình lên để mà mình đi theo một cái con đường mà nó của người ta xây ra. Mà nó trượt té rồi nó... nó sẽ khó khăn hơn. Tân có nhắn lại giúp chứ gồng mình ra làm căng thẳng rồi nghĩ đó là hướng đích cũng hiểm nguy lắm nha. Nhiều khi trong đó bất thiện lạc đích còn nhiều hơn. Cái cô Tú có nói là thật ra cũng giống như kiểu mấy bạn nhỏ, mục đích là đậu đại học nhưng cũng cần có phần thưởng là cái mình thích làm động lực. Đi du lịch mua xe để ráng cài. Nó dạng vậy đó cô, đó là mình lấy cái chuyện mà mình thích ra để mà mình làm cái lực đẩy cho cái chuyện mình cần phải làm đó. Thì nó cái nguyên tắc là như vậy á. Thì cái đích của mình ở đây, cái là cái mục đích chính của cái việc đó là nó trợ cho việc mình cần phải làm, thì mình xài cái sở thích của mình là một cái động lực nó đẩy cho chuyện đó. Ok, chị Trang được rồi, do chị cũng hay ham cái hoàn mỹ gì cũng đặt rồi, như vậy là trở thành trái thực tế nên chị hiểu em rồi nè. Ok chị, nó cái phù hợp vẫn là cái tốt nhất để mà mọi người có một cái mức độ đi lên ở cái mức độ tối thiểu, tối ưu, tối hậu. Cái đó là cái mà nó, cái đó là cái gì mà khá là hay ho á. Tức là cái sự tối thiểu là những cái mà mình là phải làm cách đảm bảo được, không thể nào mà thấp hơn cái mức đó là tối thiểu. Cái tối ưu là cái mà nó tốt nhất trong khả năng của mình. Còn cái tối hậu là nó tốt nhất so với toàn thể tất cả, tức là nó là cái mà xịn nhất về mọi thứ luôn á. Về chân, về góc cạnh siêu thế này kia đó, là nó xịn nhất là cái tối hậu. Thì mình phải đi lên từ từ, từ từ. Hồi đầu mình thăng tiến là mình xài cái tối thiểu của mọi người. Tức là những cái hoạt động tối thiểu còn phải làm á, thì phải đảm bảo cái này làm xong deadline là cái tối thiểu. Từ từ mới làm tối ưu. Tức là với cái tiền tư, cái hiện tư, cái hậu tư, rồi những cái phương pháp mới mới làm cho nó tối ưu lên từ từ với cái năng lực của mình lúc đó.
từ từ mình mới bò lên cái tối hậu, đó là cái xịn nhất, thì mình phải kéo cái chuẩn tối ưu của mình lên, cái năng lực của mình lên, thì mình mới bò được từ từ tới cái tối hậu. Cho nên là mọi người phải biết là mình đang ở cái mức nào với từng việc luôn, ví dụ như là với chuyện học cái này cái kia thì mình đang ở cái mức nào, tối thiểu tối ưu là tối hậu, và mình sẽ làm sao để mà mình có thể đảm bảo được cái mức đó, và mình sẽ mở cái mức đó từ từ đi lên, thì mình có cái sự đi lên nó dễ dàng hơn. Nó không có phải là từ một cái mức tối thiểu chưa tới tối thiểu cái mình bay lên tối hậu, cái mình bay lên cái mình đu dây điện rồi nó giật cho chết rồi té cho lỗ đầu, cho nên là nó sẽ có nhiều cái sự rủi ro đó. Nên là mình đi lên từ từ là cái tốt nhất, mình biết cái vốn liếng của mình đi lên là cái tốt nhất đó. Đó là cái chỗ mà cái dụng của mình, để mình trợ cho mình cho làm cái chuyện mọi thứ mình muốn làm cho nó dễ dàng hơn. Cái đu dây nó vẫn tốt, tức là nó vẫn có cái điều tốt trong đó, nhưng mà nó sẽ nhiều cái sự rủi ro, tức là nó sẽ dễ rớt, nó sẽ dễ giật điện đó, thì nó sẽ nhiều cái sự rủi ro trong đó hơn là mình đi lên từ từ. Thật ra ai trong người mình cũng sẽ có những cái thứ riêng, tức là những cái đời sống bên trong mà khi mình đến với môi trường trung tâm này á, là mình phải sửa cái chỗ đó. Người nào cũng sẽ có, cả đứa con nít nó đến nó cũng sẽ có những cái thói quen xấu của nó đó, nên là mình phải đi từ từ. Là người nhắc nhở bước gì là tét. Đó thì mọi người cứ từ từ mọi người. Cái chỗ này cũng muốn chia sẻ với mọi người luôn á, là cái chỗ mọi người muốn đi nhanh đó. Đi nhanh không phải là mình đi từ cấp 1, mình nghĩ là cấp 10 mình đi, là đi giống hành tinh tăng gửi á, là mình bành cái hán mình ra, mình bước lên đó gọi đi nhanh. Mà đi nhanh á là mình đi nhanh trong từng cái bước mình cần phải lên, tức là cái việc học hành lập lý mình đi nhanh ở chỗ đó, rồi trong cái bước tập phân tích mình sẽ đi nhanh lên ở trong cái tiến trình đó, nâng lên mình đi nhanh chỗ đó. Tức là mình đi nhanh theo cái mức độ của nó, chứ mình không có nhảy một cách nó bước lên cao như vậy là mình nghĩ là nhanh. Cái đó không phải là nhanh, mình phải định nghĩa là cái chữ nhanh của mình đó cho nó có cái sự phù hợp. Đó thì đó là cái chỗ mà mình phân tích cái muốn của mình phải đủ lớn, cái nào đúng là nhanh được thì phải nhanh. Hiện tại nhìn cảnh cũ mà vẫn bật cười như cũ, thiệt hay và hơi nhói. Hoan hỷ ha, để cho nó có nhiều cái sự suy tư từ cái duyên đó ha chị. Rồi mình nghĩ chắc không kịp quá mọi người ơi, không kịp cho phần phân tích ứng dụng này kia quá, nhưng mà không sao, mọi người có nhiều cái sự nhìn nhận như vậy cũng tốt, nhiều cái sự ích lợi mọi người. Nói chắc cỡ 1:30 mà người 35 chạy nhưng mà cỡ đó thôi, chứ khuya quá thì cũng hơi mệt cho mọi người ngủ. Rồi cái thứ hai á là cái tiêu chí đánh giá, cái này là cái mà nó kiểu như là nó khai sáng luôn á. Hồi trước mình cứ nghĩ là một ngày á mình sẽ dành 4 tiếng buổi sáng, 4 tiếng buổi chiều, 4 tiếng buổi tối mà mình làm việc, mình nghĩ như vậy là mình sẽ xịn được. Tiêu chí của mình là cái thời gian và cái sự tinh tấn của mọi người, nhưng mà cái thời gian đó chất lượng ra sao thì mình không có đánh giá được, mình không có đánh giá cái chỗ đó. Cho nên là cái sự đánh giá của mình nó sẽ không có nằm cái thời gian, mà nó phải nằm ở cái tính hiệu quả giải quyết vấn đề. Cái chỗ này nó rất là quan trọng nha, không phải mình dành một ngày 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng rưỡi mình học tiếng Anh, mình học siêu lý là mình giỏi, mình thuộc bài đâu. Và trong cái thời gian đó mình học như thế nào, mình hướng đích ra sao, cái đó mới là cái quan trọng. Mà thường mình sẽ dễ bị lừa, mình dễ bị đánh lừa bởi cái thời gian á. Mình dành 1 tiếng rưỡi mình học nghĩa là đủ rồi, mình dành 1 tiếng rưỡi là đánh lừa mình vậy đó mọi người. Trời ơi, cái nó rất là kiểu như là mình nghĩ là mình dành thời gian cho nó, mình dành thời gian cho nó nhiều, mình nghĩ là mình đang làm cho nó chất lượng. Thậm chí là mình nghĩ là mình đang đi học trong lớp, mình học cái tiết đó hàng tuần 1-2 buổi, mình học tài năng 1 tuần 2 buổi, mình học bổ trợ 1 tuần 1 buổi đều đặn, là mình nghĩ là mình đang học chất lượng. Nhưng không, trong đó mình làm cái gì, mình học cái gì, đó mới là cái quyết định nó có hướng tới cái đích hay không, có giải quyết cái hiệu quả vấn đề của mình hay không, đó mới là cái quyết định chất lượng của cái việc đó. Cho nên là
để mà làm được cái bước này thì mình phải biết là mình muốn giải quyết vấn đề gì, quay lại cái bước đầu, chứ không phải là mình học cái chuyện đó, mình làm cái chuyện đó để mà mình giết thời gian, mình lấy cho cái thời gian ra mình tính. Nó không phải là cái đích đó, cho nên là mình không có lấy cái thứ gì đó được, mình lấy cái tính hiệu quả ra để mình đối chiếu với là cái chất lượng của cái việc mình làm đó. Cái đó là cái mà nó gọi là nó khai sáng hoàn toàn luôn á. Mình có thể học, tức là trong một ngày của mình á, mình có thể dành 1.5 tiếng ra để mà mình học bổ trợ đi, trong lớp mình tương tác trực tiếp. Là mình hồi trước là mình nghĩ như vậy là nó hiệu quả, nhưng mà nếu như mà mình muốn tập trung cái chất lượng của mình á, thì mình hoàn toàn có thể có những cái giải pháp khác. Ví dụ mình muốn tiết kiệm thời gian để mà cho cái chuyện ghi chép hơn á, thì mình lựa chọn là mình học ở video, mình chỉnh 2x, mình chỉ cần 30 phút mình nghe hết cái video đó. Sau đó mình sẽ dành 1 tiếng làm gì, mình phân tích trong đó, chia sẻ những cái vấn đề trong đó, mình mở rộng ra những cái chuyện trong đó, mình tập suy tư những cái vấn đề trong đó. Rồi sau đó mình dành thời gian để mình viết sổ đồng hành để mà mình hỏi những cái vấn đề mình chưa rõ, hoặc là thích thì có thể book cái người dạy ra 15 phút để mình hỏi cái chuyện mình chưa rõ, hoàn toàn có thể được. Tức là cái cách của mình đó, nó không có bị giới hạn bởi bất cứ cái gì hết, nó sẽ luôn luôn có những cách để mình làm tối ưu cái chuyện đó nhất, với cái sự tối ưu nhiều nhất và có thể với cái thời gian ngắn nhất để mình làm cái chuyện gì đó. Cho nên là cái tiêu chí đánh giá của mình không phải là cái thời gian, mà phải là cái chất lượng. Đó, nó luôn luôn là như vậy, mình phải luôn luôn nhớ cái chuyện đó. Mình học 15 phút nhưng mà nó chất lượng thì vẫn ok hơn là việc mình học 1.5 tiếng mà nó không chất lượng. Nên là mọi người phải nhớ cho mình cái trong đầu mình cái chuyện là đánh giá chất lượng dựa trên tính hiệu quả của việc giải quyết vấn đề, không phải là cái thời gian. Cái chỗ đó là cái chỗ mà rất nhiều người bị chết, bị nhầm ở cái chỗ đó. Chị chia sẻ là lúc học mà cái đầu nó bơi, rồi học xong đóng sách tập ở bơi tiếp. Đó, vậy đó là mình đang đánh giá dựa trên cái thời gian, chứ không phải là cái chất lượng. Đó. Thì em thường á là em cái chỗ học á là em dạo này thì em gán á là em học mỗi một đợt là theo cái chương trình Pomodoro á, theo cái chương trình chắc là chưa là 25 phút. Học nó trong 25 phút đó, tôi sẽ gom hết, tôi sẽ suy nghĩ nhiều nhất có thể. 25 phút nó đóng sách lại. Thì mình sẽ nếu như mà còn cái muốn học tiếp, tức là còn còn cái thứ cần học á thì mình sẽ học tiếp. Còn nếu như mà không còn thì mình đóng lại, mình đi làm chuyện khác. Thì mình sẽ gọi là tập trung để mình nâng cao cái chất lượng của việc đó lên. Thì nó sẽ chi tiết hơn ở cái phần dưới. Đó là cái mối quan hệ giữa 4 cái yếu tố, đó là chất lượng, sự nỗ lực, sự liên tục và thời gian hao tốn. Đây là 4 cái yếu tố nó liên quan trực tiếp đến lại cái chất lượng của chuyện mình làm. Thì nó ảnh hưởng sao? Đầu tiên á là cái chất lượng nó sẽ tỷ lệ thuận với lại sự nỗ lực và sự liên tục. Tức là mọi người phải định nghĩa cho mình cái sự nỗ lực ở đây á là cái sự nỗ lực trong một khoảng thời gian mà mình đặt ra, và nó phải liên tục, tức là mình suy nghĩ nó phải liên tục trong suốt khoảng thời gian đó, chứ không phải là mình đặt ra 1 tiếng cái mình nghĩ được 10 phút, xong cái mình lướt Facebook 5 phút, xong cái mình coi YouTube 5 phút, xong cái mình nghĩ 10 phút, mình suy nghĩ 10 phút, cái mình làm những chuyện khác. Tức là cái đó không phải là nó thiếu đi cái sự liên tục. Mà ví dụ mình đặt ra trong vòng 15 phút là mình phải nỗ lực liên tục hết 15 phút đó, suy nghĩ câu hỏi suốt 15 phút đó, trả lời câu hỏi suốt 15 phút đó, đưa ra những ý tưởng mới suốt 15 phút đó, không có bỏ lỡ một cái phút giây nào cả. Cho nên là một cái rất là quan trọng. Cái chất lượng nó sẽ tỷ lệ thuận với cái sự nỗ lực và sự liên tục. Không phải mình học nhiều là tốt, mà trong cái thời gian đó nó phải liên tục. Ví dụ mình học 1.5 tiếng và mình học xong mình lướt Facebook, mình học xong mình lướt Facebook, rồi mình học xong mình làm chuyện này chuyện kia đó, thì nó mất đi cái sự liên tục đó. Mà thay vì như vậy mình dành 15 phút ra thôi, mình học liên tục, mình tập trung một cách nó tối đa, không có bỏ sót một cái giây nào mà mình mất tập trung, không bỏ sót cái giây nào mình làm chuyện khác hết. Học 15 phút đó xong, chất lượng ok, sau mình làm chuyện khác. Thì đó là cái chất lượng sẽ tỷ lệ thuận với lại cái sự liên tục. Thì cái sự nỗ lực ở đây á là cái sự bắt não, tức là cái sự mà mình cố gắng để mà mình xài cái trí tuệ của mình nhiều nhất. Thì cái chỗ này mình thường hay xài là mình sẽ đặt câu hỏi. Một cái bài thì mình sẽ chĩa ra cái nhánh ra, đặt câu hỏi rất nhiều, một đống câu hỏi, nó trả lời một đống câu hỏi đó, và phê phán một đống câu hỏi đó, mình sẽ lựa chọn từ cái chỗ đó, lựa chọn luôn nha. Tức là mọi người cần phải có một cái tâm thế, đó là này nó cũng khá là
chết người ở chỗ là kiểu mình thường làm xong á, mình không có chọn. Tại vì mình nghĩ là mình sẽ còn thời gian cho nó, mình sẽ còn có những cái điều kiện để mình làm những cái thứ tối ưu hơn á, chứ mình không có chọn. Nhưng không, khi mình đã quyết định là mình sẽ học cái điều gì đó, mình có suy nghĩ cái điều gì đó, mình làm liên tục trong cái chuyện đó, và mình sẽ chọn một cái tối ưu luôn, tức là mình sẽ khoanh lại một cái tối ưu nhất trong cái chuyện đó mà mình sẽ xài, mình sẽ áp dụng, mình sẽ khoanh vòng luôn cái chỗ đó để mà mình có cái sự áp lực cho mình là mình phải có cái phương án tối ưu nhất có thể để mình chọn liên tục tập trung hơn. Đúng rồi, cái sự tập trung á, tập trung trong chuyện mình làm, nó có thể hiểu được tương tự là sự tập trung. Thì để mà diễn tả một cách nó tức là nó diễn tả một cách nó chi tiết hơn là một cái sự nối tiếp liên hoàn trong khoảng thời gian đó, không để thời gian tư duy mình bị chết và mình rơi vào trạng thái siêu phóng dật. Tức là tư duy mình bị chết là sao? Tư duy mình bị chết đó, đó là mình không có suy nghĩ về chuyện đó, nó bị rớt ra khỏi cái sự suy nghĩ của mình, vô gián duyên đó. Yes. Và cái thứ hai là mình không để mình rơi vào trạng thái siêu phóng dật, tức là mình luôn luôn có những cái thứ mình cần phải suy nghĩ cho chuyện đó để mình không có suy nghĩ tới cái thứ khác. Giống như là khi mình đang suy nghĩ về cái bài học, về giải một cái bài tập rồi nói đi, cái mình nghĩ đến cái người này, nghĩ đến cái món kia, đến cái chuyện nọ, thì mình sẽ không có để cho mình có cái điều kiện để mình rơi, mình bắt những cái đó để mà mình suy phóng tâm tới những cái thứ đó, mà mình phải tạo những cái điều kiện tập trung tối đa vào cái chuyện mình cần làm, câu hỏi hay phán này kia đặt tối đa ra chỗ đó để mình có sự liên tục. Thì cái sự liên tục đó nó sẽ tạo nên cái chất lượng của cái công việc trong một thời gian cực kỳ ngắn, nó không cần dài, nhưng mà nó tạo cho mình cái chất lượng nó cao. Thì đó là cái chỗ mà cái chất lượng thì nó thuộc là cái sự nỗ lực và sự liên tục. Cái thứ hai á, là cái sự nỗ lực và sự liên tục nó sẽ tỷ lệ nghịch cái thời gian. Chỗ này cũng một cái rất hay, đó là khi mà sự nỗ lực và sự liên tục càng thấp thì thời gian hao tốn sẽ càng nhiều, và ngược lại sự nỗ lực và sự liên tục càng cao thì thời gian hao tốn sẽ càng ít. Nói vậy đó, có một cái chỗ này mà mình phải chấp nhận, nó buồn nhưng mà nó đúng, nó sẽ gây cho mình cái sự buồn, nó sẽ gây cho mình cái sự hơi hụt hẫng, nhưng mình phải chấp nhận. Đó là mình muốn học một cách hiệu quả nhất, tức là cái chất lượng cao nhất và trong khoảng thời gian ngắn nhất á, thì mình phải vắt kiệt cái não của mình trong cái lúc đó. Vắt kiệt cái não của mình đó là sao? Mình phải có nhiều cái thao tác bằng não của mình với kiến thức đó nhiều nhất có thể. Tức là mình phải, não mình phải làm việc như điên á, trong bằng việc là mình ghi chép trên tập nè, rồi mình liên kết kiến thức nè, mình đặt câu hỏi nè, mình trả lời nè, mình ứng dụng nè. Tất cả những thứ đó mình phải kết hợp lại, mình làm cho cái não của mình nó phải làm việc nhiều nhất trong đó. Thì trong cái thời gian đó, trong một tiếng một rưỡi đồng hồ đó, não mình làm việc liên tục như vậy đó, thì sau đó mình không cần phải ôn bài, tại vì nó đã tiếp xúc đủ nhiều rồi, nó đã tương tác đủ nhiều rồi, nó đã có đủ chất liệu rồi, không cần phải ôn bài nữa. Thì mình không cần phải ôn bài, sau đó mình sẽ tiết kiệm thời gian ôn bài, mình sẽ tiết kiệm được những cái thời gian để mà mình phải học thuộc. Còn khi mà mình học, mình vô mình nghe, mình vô mình chép bài, tức là cái lúc đó là cái đầu của mình nó không hoạt động nhiều đó, thì ok, thì sẽ dành thời gian sau đó để học thuộc, đọc đi đọc lại. Có một cái nguyên tắc mà mình nghe là cái nguyên tắc mà space repetition á, cái nguyên tắc mà lặp đi lặp lại ngắt quãng á, thì cái đó nó là cái nguyên tắc để mà mình nạp kiến thức nhiều lần để mà mình thuộc. Nhưng mà có một cái cách khác nữa, nó nhanh hơn, hiệu quả, mình thấy nó cũng tương tự, là cái nguyên tắc động não trong thời gian ngắn. Thay vì mình học một cái từ vựng tiếng Anh, đúng không mọi người, mình học nó học thuộc, tức là mình đọc đi đọc lại 5 lần trong một tuần để mà mình nhớ cái từ đó. Bây giờ không, mình sẽ bắt kiệt cái não mình với cái từ đó, mình sẽ tư duy cái nghĩa tổng quát của cái từ đó, mình sẽ ứng dụng từ đó vào thực tế, mình sẽ đọc tất cả những cái tài liệu có cái từ đó, mình phân tích cái ngữ cảnh của từ đó, tại sao nó sẽ xài như vậy. Thì mình không cần phải space repetition, mình vẫn nhớ cái từ đó như in vào ngày hôm sau, vào một tuần sau, tại vì mình đã tiếp xúc đủ nhiều với cái từ đó, với những cái thứ liên quan tới nó rất là nhiều, trong tất cả những cái thứ ứng dụng, tất cả những cái khái quát lên, nó đều có sự tiếp xúc với cái từ đó, và nhiều như vậy đó, cho nên là mình ghi nhớ nó rất là sâu. Thì
thì mình không cần phải ôn nhiều, mà mình chỉ cần sau đó khoảng một tháng hay là hai tháng mình coi lại để mình củng cố sự ghi nhớ của mình, tiếp xúc lại để mà mình củng cố cho mạnh mẽ hơn thôi, không cần phải học hàng tuần hàng ngày như hồi trước nữa. Thì cái đó là một cái mà nó tức là nó dã man lắm, tức là khi mà cái não mà nó càng nỗ lực á, nó càng liên tục á, thì cái chất lượng nó sẽ càng cao và thời gian sẽ càng ít. Thì cái đó là cái mấu chốt của cái việc là mình nâng cao cái tối ưu hóa chất lượng công việc để mình có nhiều thời gian hơn, có nhiều cái tâm sức hơn để mình dành cho chuyện khác. Thấy chị Trang hỏi là cái rồi nó cần đi ngủ học 15 phút, 90 phút được. Hay gì chị học một tiếng ngữ đúng không, nhưng mà chị học thuộc một cái bài đó đúng không? Bây giờ chị động não nhiều nhất trong một tiếng ngữ đó, chị sơ đồ hóa, chị trả lời câu hỏi, chị áp dụng thực tế, thuộc xong rồi đi ngủ, khỏe. Học 15 phút nhưng mà chất lượng y như một tiếng ngữ vẫn tốt. Mà đi ngủ nhiều khi nha, đi ngủ nó sẽ đỡ bất thiện hơn nữa. Tức là trong lúc đó mình phóng tâm á, mình ngồi mình học, mình phóng tâm á, mình bấm điện thoại rồi mình làm cái này chuyện kia đó, nó càng bất thiện hơn là đi ngủ nó chỉ có bị bất thiện cái khúc đầu và khúc cuối thôi, còn giữa là nó tâm hữu phần, nó không có bất thiện, đỡ hơn là mình học mình nhây nhưa vậy nữa. Nên là học cho xong, học 15 phút rồi đi ngủ 90 phút ok vẫn được khuyến khích đó. Cho nên là mình nâng cao chất lượng lên đi, rồi mình dành thời gian để mình làm gì cũng được hết, nhưng mà mình có cái đầu tư chất lượng về thời gian. Tại vì đến sau cùng á, cái thứ mà nó quyết định là cái chất lượng. Ấy, cái như là mình học môn nào đó thì cái chất lượng cái quyết định là cái mình hiểu nó như thế nào, mình áp dụng nó như thế nào. Nên là mình giải quyết cái đích đó rồi á, thì những cái vấn đề khác nó không có phải là cái mình nó quá quan trọng nữa. Đó thì cái chỗ đó là cái chỗ mà nó tức là nó flow up luôn á. Đó cho nên là có những cái người giàu á, người ta chỉ cần làm việc một ngày 2 tiếng thôi, nhưng mà người ta vẫn kiếm tiền tỷ cả ngày là vậy đó. Đó là cái nguyên tắc, cái mối quan hệ giữa các cái yếu tố này. Tiên nó là chỗ thực động não trong khoảng thời gian ngắn là do mức độ tập trung giảm dần theo thời gian hay lọc. Cái nói vậy nó không có rõ. Tức là trời, không lẽ nói cho Tiên cái này, không lẽ tới 12 giờ chứ. Hôm qua có nói chuyện với thầy và anh Hoang á, có lầm được cái chỗ á, là mình ngồi lâu á thì mình sẽ đầu tiên á là sẽ thiếu oxy. Thì thiếu oxy để mà mình hô hấp á, thì nó sẽ làm giảm cái hiệu quả của quá trình suy nghĩ của các cái neuron thần kinh. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi mình ngồi lâu mình học á, là những cái acid lactic á, tức là nó là cái dạng acid lactic của cơ thể á, nó sẽ lắng đọng lại và nó sẽ gây ra những cái trạng thái lọc hiểu nôm na cái lúc mà người giảng, nó là cái trạng thái mà trì trệ á, cái sự chậm chạp á, cái sự linh hoạt của các cái cơ á, nó sẽ giảm lại. Nên là cái chỗ đó là cái chỗ mà củng cố cái việc là mình làm cái chuyện đó trong thời gian ngắn mà nó chất lượng nhất. Sau đó mình sẽ thay đổi cái hoạt động, thay đổi cái môi trường, chứ mình không có làm cái chuyện đó trong khoảng thời gian mà nó lâu dài 4 tiếng 5 tiếng, không có khuyến khích cái chuyện đó. Tại vì nó sẽ có rất nhiều những cái buồn ngủ và ngáp, đó là do cái acid lactic nó lắng đọng đó, do thiếu oxy đó. Nó có rất nhiều những cái thứ mà nó gây cản trở khi mình ngồi quá lâu. Chưa kể bị chỉ đó mọi người, chỉ rồi bị mở bụng, nói chung là nó có nhiều cái sự ảnh hưởng nó liên quan tới chuyện đó. Nên là học lẹ, đi làm cái gì làm gì làm đó. Cho nên là chỗ đó là cái mà nó cái góc độ mà sinh hóa học, sinh lý học đó, hóa học nó đã ảnh hưởng đến cái trạng thái học của mình. Cho nên là nỗ lực nhiều để mà thời gian ít, để mà tối ưu hóa cái chất lượng. Nghiệm của mình á, thì nói nhanh cái phần này nha, chắc là cỡ 40 nha mọi người cố gắng xíu nha, mình sẽ nói nhanh cái phần này. Là cái thứ nhất á, là khi mình học hay là mình làm cái gì đó, hay là mình định cái gì trong cuộc đời của mình á, dùng những từ hỏi làm được chờ. Từ hỏi là những cái từ như là what, why, how, where, when kia đó. Thì cái này mọi người xài như thế nào thì tùy mọi người, nhưng mà mình thì mình xài ba cái cặp từ mà nó hiệu quả nhất, đó là từ why, tại sao, từ what, cái gì, cái nào, và từ how, như thế nào. Nó sẽ tượng trưng, nó sẽ tương ứng với ba cái thứ mà mục đích, nội dung và phương pháp á. Thì mỗi một cái từ hỏi mình sẽ chẻ ra 1000 những cái ý nhỏ, ví dụ như là why, đúng không? Thì why thì mình sẽ chẻ ra là tại sao mình làm cái chuyện đó, tại sao mình cần phải hoàn thành cái điều đó, tại sao mình không cần hoàn thành cái điều đó, tại sao mình cần những yếu tố đó,
vạch ra tất cả những cái đó, cái thứ đó. Rồi what, tương tự what là cái gì, nó sẽ quyết định cái việc đó. Rồi mình cần phải làm cái gì, có cái gì cản trở mình, có cái gì trợ mình. Rồi đặt càng nhiều càng tốt để mình có cái sự rõ ràng về cái việc mình cần làm, để mà mình tối ưu hóa cái quá trình tư duy. Khi mà cái tư duy của nó rõ thì cái hành động của mình sẽ rất nhanh. Khi tư duy càng rõ thì hành động sẽ càng nhanh. Thì cái chỗ đó thì mình sẽ có cái tự hỏi sẽ trợ cho mình có rất nhiều cách, nhiều trường hợp để mà mình xảy ra trong cái vấn đề nào đó. Cái thứ hai là mình tìm hiểu những cái tiêu chí để quyết định cái thứ mình chọn làm theo thứ tự quan trọng. Tức là cái mỗi cái việc làm nó sẽ có những cái tiêu chí, tức là cái tiêu chí nó sẽ quyết định cái chất lượng. Thì ví dụ như là trong cái chuyện mọi người học cái môn nào đó đi, ví dụ học tâm lý học trị liệu đi, thì tiêu chí thì mình quyết định cái chất lượng là cái gì. Đó là ví dụ như là cái thứ nhất, cái tiêu chí của mình nha, cái tiêu chí đầu tiên á là cái sự rèn tập cái phê phán cái bài học trong đó. Thứ hai á là rèn tập cái sự liên kết bài học đó với lại những chất liệu bên siêu lý, bên triết học. Thứ ba là cái áp dụng cái kiến thức đó vào trong việc giảng dạy, trong việc sửa mình. Ba cái tiêu chí, ba cái tiêu chí là mình sẽ căn cứ trong suốt quá trình là mình sẽ hướng đến cái tiêu chí đó. Tức là mình học mình phải phê phán để mà mình đáp ứng tiêu chí đầu tiên, mình phải liên kết với chuyện dạy mảng này mảng kia, chuyện dạy để mà mình liên kết mình đáp ứng tiêu chí thứ hai. Và sau đó mình sẽ có cái sự nhìn nhận lại sau đó dựa trên các tiêu chí đó. Thì cái tiêu chí này là mình cần phải làm sao để có. Thứ nhất là mình sẽ hỏi, trao đổi với lại những người giảng sư hoặc là với những người khác bạn đồng học đó, những ai mọi người có cái sự thân cận được, có cái họ có cái họ có những cái giá trị mà mình có thể học được. Cái thứ hai là rút ra từ cái ví dụ, rút ra từ cái ví dụ á. Tức là cái ví dụ này là cái học, cái cách học mà nó học từ ngoại duyên, tức là học từ những cái trường hợp mà mình rút ra cái bản chất. Ví dụ như là mình thấy thầy dạy đi, thầy dạy thì thầy bổ trợ, thầy chia sẻ, thầy phê phán rất nhiều đúng không? Thầy phê phán, thầy đặt câu hỏi đúng không? Thầy đưa ra cái câu trả lời của thầy đúng không? Và thầy đặt câu hỏi ứng dụng thực tế đúng không? Thì đó là cái ví dụ mà thầy làm. Thì mình sẽ rút ra cái mấu chốt trong đó là cái thứ nhất là cái phê phán, cái thứ hai là cái đặt câu hỏi, cái thứ ba là cái ứng dụng. Đó, cho nên là mình sẽ rút ra ba cái yếu tính đó từ cái ví dụ của thầy. Thì tương tự với tất cả những thứ khác trong công việc của mọi người cũng vậy, trong cái chuyện mọi người sống làm này làm kia cũng vậy. Mọi người cũng lấy cái ví dụ hay ho đó, mọi người rút ra những cái yếu tính đó để mà mọi người làm cái tiêu chí quyết định cho thứ mình chọn làm. Cuối cùng là cái phương án tối ưu nhất, tức là khi mọi người đã phân tích đóng thứ ra rồi đó, chọn một cái tối ưu nhất trong trường hợp đó đối chiếu với cái tiêu chí của mình, cái mục đích của mình. Đó, xong, đó là xong cái quá trình mà mình có cái sự trợ, những thứ nó trợ cho cái quá trình mà mình tư duy khi mình làm cái chuyện gì đó, áp dụng được cả cho việc học hành và sống. Chị Trang có nghĩ qua nhưng thấy nằm còn nguy hơn ngồi và đứng, nên kết luận là nghỉ cho khỏe. Đúng rồi, học xong là nghỉ cho khỏe. Tối nay chị thống và chị sẽ nắm ra là ồ, hoan hỉ. Ok, hy vọng là chị sẽ xài và ứng dụng được cái chỗ này. Chắc là còn một phút mình sẽ nói nhanh cái chỗ mình phân tích thử cái ví dụ cho mọi người nha. Cái này là cái ví dụ mà mình muốn làm cho mọi người có cái sự hình dung rõ hơn về cái quá trình mình làm á. Nghỉ cho khỏe hả? Phải học xong mới nghỉ chứ. Mình nói rồi mà, chuyện thiện lành phải học xong trước, rồi sau đó mình làm gì cũng được. Chị mà học cho 15 phút á thì chị nghĩ là chị học xịn trong lúc đó, rồi chị làm gì cũng xịn. Cho nên là cái đó nó đã xịn sò rồi, nếu đó mình dư giả thời gian mình đi kiếm chuyện khác mình làm. Nhưng mà cái rồi ví dụ nha, mình sẽ phân tích cho mọi người cái ví dụ nhanh thôi, là cái ví dụ mà quyết định xem là nhóm cùng học vô tỷ pháp nhập môn á, có vẫn học nhóm buổi đầu sẽ hay là sẽ nghỉ vào dịp 30/4. Thì cái này là một cái quyết định nhỏ thôi, nhưng mà mình phải tư duy dữ lắm, tại vì mình muốn tận dụng nó để mình cân nhắc đó. Thì mình sẽ có ba cái câu hỏi, thứ nhất là why, what và how, được chưa? Thì bây giờ ở phần why á, thì mình sẽ đặt câu hỏi là như thế nào nếu như mà sẽ học, tức là tại sao sẽ vẫn học, tại sao sẽ nghỉ, tức là cái lý do nào mà khiến mình có cái mong muốn đó. Thì đây là những cái lý do, tức là nghỉ lễ có nhiều thời gian thì học thì nó tiện lợi rồi, có thể đẩy nhanh tiến độ của lớp nhưng mà học nhanh lên, nhưng mà có thể giao lưu tốt hơn rồi học những buổi sau. Còn cái lý do sẽ nghỉ là thứ nhất là không tiện cho người ta, thứ hai là không tiện cho mình, tại vì mình có những cái thứ mà nó sẽ nằm bên dưới á. Rồi xuống what thì what là đầu tiên là what là cái gì, cái nào, thì đầu tiên là cái nào, phương án nào hay xảy ra là nghỉ hoặc là vẫn học, tức là những cái phương án nè.
cái thứ hai là tiêu chí quyết định nào nó sẽ ảnh hưởng đến cái chuyện này. Thứ nhất là cái thuận lợi, cái sự thuận lợi tham gia của mọi người, tức là mình đặt nặng cái tiêu chí là cái việc đó nó sẽ thuận lợi cho mọi người tham gia được. Cái thứ hai là cái sự nắm thông tin của buổi đầu, tại vì buổi đầu là sinh hoạt về cách học với lại công cụ học nó rất quan trọng. Cái thứ ba là cái ngành, tức là cái tiêu chí mà nó ảnh hưởng tới cái chuyện đó là cái nết muốn di dời của mình, tức là mình muốn chuyển nó mình làm sao nhưng mà mình cho nó khỏe đó, đó là cái nết của mình, nó sẽ ảnh hưởng, nó cũng sẽ có cái sự quyết định cho cái chuyện đó, nhưng mà mình nhìn nhận ra là cái gì nó sẽ quyết định cái chuyện đó để mà mình chọn đó. Rồi cái thứ hai là cái đặc điểm đối tượng, tức là cái đặc điểm gì của đối tượng đó, là những cái bạn học viên mà học chung với mình đó. Thì đặc điểm của họ lúc này mình phải truy xuất thông tin cho mọi người là những người đi làm, người chợ. Cho nên là cái thứ nhất là người ta sẽ khi mà cái thời gian của họ khi mà nghỉ lễ á, thì người ta sẽ không có làm việc, thì người ta sẽ có thời gian thuận tiện để người ta học. Đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai là khi mà người ta không có đi làm, người ta sẽ có những cái mối bận tâm khác nè, ví dụ là chăm con nè, tại vì lớn tuổi ba mấy bốn mấy hết rồi, rồi phải lo gia đình nè, phải đi chơi nè, nên là những yếu tố này sẽ không có tiện để người ta học. Đó, trời phải phân tích nhiều trường hợp vậy đó để mà mình chọn. Rồi đó là xong cái đặc điểm đối tượng nha. Rồi cái mình giờ cái điểm thứ ba là mình sẽ phân tích cái phương án và ảnh hưởng của nó. Thì mình sẽ có hai cái phương án thôi, là vẫn học và nghỉ. Thì vẫn học á, thì mình sẽ khi mình vẫn học thì nó sẽ có hai cái ảnh hưởng. Thứ nhất á, là ảnh hưởng đến khả năng lo liệu của mình. Thứ hai là ảnh hưởng đến khả năng dự của người ta. Thì khả năng lo liệu của mình á, là khi mà mình quyết định là mình sẽ học trong cái tuần này á, thì mình sẽ có cái lực đẩy để mà mình xong xuôi các cái phương pháp công cụ học sớm, để mà mình có cái để mà mình chia sẻ. Còn khả năng dự của người ta thì sẽ chia ra hai khả năng. Một là người ta có thể dự được, hai là người ta không có dự được. Thì không dự được thì sao? Thì có video ghi hình. Đó là cái giải pháp cho cái việc người ta không dự được. Thì vẫn ok đúng không? Nhưng mà khi phân tích vô cái phương án này nữa nè, thì khi mà coi video ghi hình sẽ có hai trường hợp xảy ra. Một là người ta sẽ coi lại video ghi hình, hai là người ta sẽ không có coi, gửi ra không coi. Trời, tôi cái này là quá gành rồi. Thì cái chỗ này sẽ có những trường hợp nào xảy ra, là cái thứ nhất là cái buổi học tiếp theo người ta không theo kịp, là người ta không có coi buổi đầu nên người ta không theo kịp buổi hai. Cái thứ hai là người ta có cái lý do người ta trách móc, tức là sao nghỉ lễ mà cũng học vậy, nghỉ lễ là phải nghỉ ngơi chứ sao học vậy. Người ta không có nói, nhưng mà trong lòng người ta cũng hay nghĩ là khi người ta theo không kịp, người ta sẽ có cái lý do người ta chắc mất, người ta sân đấy. Nên là cái này nó cũng rủi ro quá. Cho nên là mình sẽ đi qua cái phương án là coi là cái phương án nghỉ coi là sao. Thì nghỉ thì nó ảnh hưởng đến khả năng lo liệu của mình như thế nào. Thứ nhất là vẫn bình thường, mình có thêm thời gian để mà mình chuẩn bị không gấp. Thứ hai là mình có cái quan trọng hơn cần làm, tức là cái tuần này thì phải tổng kết cái phiếu tài năng đó mọi người, cái tổng kết tài năng. Cho nên là mình cũng phải lo cái đó đó, khá là bận đó. Cho nên là mình có đó quan trọng hơn, cho nên là cái việc mình nghĩ đi nó sẽ trợ cho cái việc đó. Còn cái khả năng dự của người ta thì nếu như mà nghĩ á, thì khi mà chuyển tiết học về tuần sau, đó là khi mà đã hết nghỉ lễ rồi, là tức là tuần này nè, chuyển từ tuần trước sang tuần này nè, thì người ta sẽ nhịp sống bình thường, người ta sẽ tỷ lệ dự sẽ cao hơn, và người ta cũng sẽ không có lý do người ta trách móc, tại vì đó là cái buổi học chính khóa của lớp đó. Thì suy xét như vậy á, thì mình thấy là khi mình nghĩ á, cái khả năng này nó sẽ có nhiều cái sự thuận duyên hơn nè, và nó cũng sẽ không có ảnh hưởng quá nhiều đến lại cái tiến độ bài học cũng như là cái tiến độ của lớp á, nên là cũng sẽ không có ảnh hưởng lắm đó. Cho nên là ok, mình quyết định là mình chọn là sẽ nghỉ cái tuần này tuần trước, để mà tuần sau mình sẽ học chính thức luôn, để mà không có vướng cái ngày nghỉ của mình. Rồi, thì đó là cái bước mà phân tích tới quát đó. Tức là mình chỉ mới phân tích tới quát thôi, mình đã có cái phương án nó khá là ok la rồi. Còn nếu như mà mình muốn phân tích sâu thêm nữa thì mình sẽ phân tích cái chỗ hao, tức là khi sẽ nghỉ và khi sẽ vẫn học thì sẽ như thế nào, như thế nào, như thế nào đó. Thì mình sẽ ra một đống phương án. Thì khi mà có một đống phương án rồi thì mình sẽ quay lại với cái tiêu chí quyết định của mình nè, là cái sự thuận lợi tham gia nè, cái sự nắm thông tin nè, cái nết của mình nè. Đó, mình sẽ phân tích trên cái, mình sẽ đối chiếu cái chỗ này để mình đưa ra cái phương án tối ưu. Thì đó là cái nôm na cái quá trình mà mình tư duy trên tối ưu cái thứ mình học mình làm. Thì tương tự với chuyện học như mọi người, thì vô học mọi người cũng có cái bài, rồi mọi người chẻ ra ba cái cột là why, what, how. Rồi mỗi một cái cột đó sẽ ra một đống cái thứ khác, là phương án khả dĩ, rồi tiêu chí quyết định, đặc điểm đối tượng, blah 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 blah. Mọi người chẻ ra, tức là mọi người có nghĩa là cái gì, mọi người chẻ ra cái đó. Rồi mọi người sẽ ghép cái thông tin của cái bài học vô. Hai là mọi người sẽ tổng hợp những cái thông tin mọi người đã có vào trong cái bản đó. Cái thứ ba là khi mọi người chưa có thông tin đó, chưa biết chỗ đó, là đó là một cái câu hỏi.
Đó là cách sản xuất câu hỏi cực kỳ tốt, cực kỳ lý tưởng để mình có cái chất liệu mình trao đổi trong lớp. Đó, thì đó là cái cách mình ứng dụng cái thứ này vào trong cái việc tối ưu hóa cái thứ mình cần làm. Thì mọi người yên tâm, khi mà có câu hỏi mọi người sẽ không bao giờ bị ý tưởng đâu, tại vì nó vô bờ ấy. Thì cái đó là cái mọi người sẽ xài, mọi người áp dụng cho cái việc tối ưu hóa thứ trong cuộc đời. Nó có cái quá trình áp dụng tương tự như vậy thôi, áp dụng cho mọi thứ. Đã xong, đã xong cái phần chia sẻ của mình. Ồ, xéo sắc dữ nha. Tại vì trách móc nhiều á chị, cho nên là có kinh nghiệm á. Cho nên là cái chỗ đó nó sẽ khiến cho mình khôn khéo hơn. Mình sẽ có những cái giải pháp mà người ta sẽ không có phê phán mình được, sẽ không có chỉ trích mình được. Càng ngày mình sẽ càng có sự khôn khéo nhờ cái việc là mình có nhiều cái sự trường hợp, có thấy nhiều cái sự trường hợp, có sự thấy nhiều cái trường hợp và cái những cái cách tối ưu cho một cái chuyện đó, thì mình sẽ khôn khéo. Người khôn khéo cũng đi từ nền tảng này mà ra, là nó sẽ giúp mình tinh tế hơn, giao tiếp hiệu quả hơn. Rồi, lố với chị Trang 15 phút rồi. Ok, mọi người ổn không? Rồi, cái gì chị Trang nghỉ sớm nha. Chúc chị ngủ ngon. Rồi, chị nhớ xài nha chị. Em còn đặt hàng chị một buổi chia sẻ đi ứng dụng được không đó. Đừng nữa chia sẻ cái này luôn nha mọi người. Ồ, tìm lửa rồi ha, tìm lửa làm xong kế hoạch nha anh ơi, cố gắng nha, đợi vài tháng nữa thì đợi được không? Được, đợi được hết á. Nhưng mà chỉ muốn tối ưu hóa cái việc học, việc hành của việc sống của mình thì mình phải tối ưu thời gian chứ, phải rút gọn cái sự thực hành lại, cái sự tư duy lại để mà mình chia sẻ chứ, đúng không? Chứ đợi vài tháng nữa là mình đang đi ngược với sự tối ưu rồi, không được. Bởi vậy phải tập sống có lý nè. Ok rồi. Sợ quá trời. Ok rồi mọi người, về mọi người xài nhé. Mọi người mà có quên ấy, mọi người cứ lụm cái hình ở trên, anh ta có chụp mọi người coi lại. Hy vọng sẽ có ích nha mọi người ha. Rồi ok, vậy mình kết thúc ở đây nha. Chúc mọi người cũng ngon. Hẹn mọi người vào 22:30 tuần sau ha. Bye 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 bye.